khi thế cho bạn vật xin làm một cái clip để giới thiệu về một số dòng sản phẩm máy quét bảo vật đang bán hot nhất, chạy nhất trên thị trường của hãng Jepra. Thì một số dòng sản phẩm máy quét bảo vật được ứng dụng trong cái các shop thời trang hay là siêu thị, những cửa hàng tiện lợi, những tạp hóa. Thì mời các bạn theo dõi clip của tôi đi. Đây là ba dòng sản phẩm máy quét bảo vật mình sẽ giới thiệu trong video ngày hôm nay. Thì ba dòng sản phẩm này hiện tại là ba dòng sản phẩm máy quét bảo vật đang bán chạy nhất thị trường của hãng Jepra. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm đầu tiên, đó là máy quét LS228. Đây là máy quét LS228, là một trong số những thiết bị máy quét bảo vật 1D bán chạy nhất thị trường của hãng Jepra. Có vẻ ngoài nổi bật nhưng lại được tích hợp các tính năng nổi bật của một thiết bị máy quét bảo vật chuyên nghiệp. Như các bạn thấy, thiết kế của máy rất nhỏ gọn và bền, tay cầm thoải mái, phạm vi độc rộng. Máy quét có thể quét được những bảo vật có mật độ dày, khả năng đọc nhân, quét chính xác, rất dễ dàng khi sử dụng. Nó chỉ cần cắm vào USB, không cần phải làm gì thêm là có thể kết nối được máy quét và quét. Máy quét được chứng nhận khắp thế giới với khả năng đọc quét vượt trội, đáp ứng tốt cho nhu cầu thanh toán tại các quầy của khách sạn, siêu thị hoặc cửa hàng tạp hóa. Thì sau đây mình sẽ test thử cho các bạn xem về cái độ nhạy của nó. Bây giờ mình sẽ dùng cái máy quét LS228 này để test thử trên nhiều cái kích thước bảo vật khác nhau cũng như nhiều cái loại sản phẩm hàng hóa khác nhau nhé. Thì đây là chai nước suối nha các bạn. Đây cái bảo vật qua phi đa ẩn làm gì. Đây mình sẽ test thử nha. Đó rất là dày nha. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng. Đây có chai cồn, cái bảo vật rất là nhỏ này. Rất dày nhỏ này. Mình sẽ quét thử cho các bạn xem nha. Đó. Rất là giòn, chứng minh trên máy quét rất ok, rất dày. Tiếp theo mình còn một cái nữa, đây là cái giấy rất là bóng. Nè, các bạn xem, đây giấy xi bạc bóng nha. Mình sẽ quét các bạn xem. Máy quét vẫn rất là tốt. Hoặc là trên một cái bì bóng gì kia, mình cũng có thể quét được. Đó, các bạn thấy nhá, nhảy lên trên kia, rất nhảy nha. Ngoài cái chức năng cầm tay quét thì máy quét có một cái chân đế, thì mình chỉ cần đặt lên trên chân đế thì nó có cái chế độ rần tay, nghĩa là nó phát ra một cái tia, đây tia màu đỏ các bạn thấy không, các bạn chỉ cần đưa cái mảo vật đây nha, mình chỉ cần đưa qua cái tia đó rồi nó có thể quét, chỉ cần đưa qua cái tia đó, mình chỉ cần đưa qua cái tia này đọc là máy quét có thể quét, không cần phải bấm gì. Đây là dòng máy quét thứ hai mình xin giới thiệu đến các bạn, đó là có model là DS2208. Máy quét này là máy quét có thể quét được 1D và 2D. Nó có thể quét tốt hơn cái máy quét LS228 như lúc nãy mình giới thiệu. Ưu điểm của máy này đó là nó có thể quét được tốc độ nhanh hơn, nhạy hơn và vùng quét rộng hơn. Như các bạn thấy đưa tay đây, cái vùng quét nó rất là rộng hơn, mình chỉ cần đưa vào. Bây giờ mình xin quét thử trên một số bảo vật ở trên một số sản phẩm cho các bạn xem nhé. Này đây bảo vật chai cồn nhá, nhỏ nhá. Mình xin quét thử nhá. Quét rất là dài, ok. Tiếp theo đây là chai nước này, nhẹ hơn nhiều nha. Nó tại vì cái vùng quét nó lớn hơn nên các bạn có thể để xa hơn, với lại không cần phải để vào trực diện chúng cái bảo vật. Quét rất ok. Đặc biệt máy này nó có thể quét được bản 2D. Đây các bạn xem nha, đây là bản 2D này, và 2D của mình. Quét rất là tốt. Quét rất là dày nha. Sản phẩm một số sản phẩm khác quét bao nhiêu bóng mình quét cũng được nha. Đặc biệt máy này cũng vật cũng có cái chế độ rần tay, nghĩa là mình đặt lên chân đế là nó sẽ có một cái vùng quét rất là rộng ở đây. Vì các bạn chỉ cần đưa cái bảo vật ở đây là QR code chất bảo 2D. Các bạn chỉ cần đưa vào vùng quét của nó sẽ quét được cho mình. Rất là ok đấy. Mình không cần phải cân chỉnh vào cái đường laser của nó, mà các bạn chỉ cần đưa vào cái vùng quét của nó là nó có thể quét được. Rất tốt, rất tiện lợi. Đây là sản phẩm cuối cùng trong clip này mình xin giới thiệu đến các bạn, đó là dòng sản phẩm có model là DS9208. Tốc độ quét chóng mặt có thể đổ rơi đất tới 1.5m mà không hề hấn gì. Máy quét mà vật để bàn có chân đế, rất tiện lợi, với vùng quét rất là rộng. Đặc điểm lớn nhất của máy là vùng quét rất là rộng. Với lại các bạn thấy là tia laser này, lúc có vật cản đưa qua thì khi mới phát tia laser, còn không nó sẽ tự tắt.
máy quét này rất thích hợp cho những cửa hàng tạp hóa hay là những shop thời trang, và với là lưu lượng khách lớn cần phải quét nhanh thì cái máy quét để bàn đây mình sẽ quét thử cho các bạn xem nhé. Các bạn chỉ cần để qua rất tốt. Cháu bảo mật khác nhau. Các bạn chỉ cần di chuyển qua, di chuyển nên mà vật có thể ngang hay là dọc thì máy vẫn có thể đọc được, rất là ok. Ngang dọc thì máy cũng có thể đọc được, các bạn không cần phải kênh chỉnh vào cái ô của nó, đọc rất là tốt. Đặc biệt máy có thể nó cũng có thể đọc được 2D và 1D. Nếu bạn xem đây là mã 2D nhá, nó phần quét rất là tốt nha. Trên đây là ba sản phẩm mình vừa giới thiệu, đó là những sản phẩm hot nhất của Yabra trên thị trường hiện nay. Các bạn hãy chờ đón những video tiếp theo, mình sẽ review giới thiệu tiếp những cái sản phẩm tốt hơn của hãng Yabra. Xin cảm ơn.